Học viện liên quan tập 25. Ủa bố, thế là bố con mình lại bị đuổi ra đường tập 2 à? Đó đó, cũng tại con không á. Ai mượn mày giết bố giấu tiền ở trong bể cá vậy? Thì cũng tại bố thôi. Ai bảo bữa con xin tiền bố cho con tiền đi mua vé xem SEA Games thì bố không cho, nên con cay. Ủa tại sao phải cho? Trong khi Gagena người ta phát vé xem SEA Games miễn phí kìa. Hả? Miễn phí? Sao con không biết? Bởi vậy mới nói, có bố là nhân viên của Gagena vậy mà đứa con chả biết cái quần què gì về sự kiện của bố nó tổ chức. Thế là sao bố? Con muốn đi xem SEA Games. Bố để dành cho con với mấy đứa bạn của con rồi đây nè. Không, con xin bố nhé, yêu bố nhất. Mà bố ơi, con đói bụng quá. Đói ghê. Phía trước có nhà hàng, mình vô đó ăn đi bố. Con có tiền không? Dạ có. Vậy hai cha con mình vô ăn no nê rồi tính tiếp. Tiểu nhị, cho một con cá mập đại dương và một con bạch tuộc Alaska. Có liền, có liền. Cà phá ui ức, cho ngon mời ăn nha. Tôi đây không nhờ, bạn ơi, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Thôi, bố nó đã gì đâu con ha. Nhất cái nát. Dạ thưa quý khách, đến giờ nhà hàng đóng cửa rồi ạ. Quý khách vui lòng thanh toán để chúng tôi đóng cửa. Ha, lo nói chuyện quên mất tiêu. Hết bao nhiêu vậy? Quý khách chọn hai món đắt nhất của nhà hàng nên tổng tiền là 25 triệu. Gì rẻ vậy? Alex, thanh toán đi con. Gì bố? Thanh toán gì? Tiền ăn nhà hàng. Ủa chứ con tưởng bố thanh toán. Ủa nãy tao hỏi mày có tiền không? Mày là có. Thì đúng là con có tiền, nhưng mà là tiền ăn tiền sự chứ không phải tiền mặt. Rồi giờ sao? Bố đâu có tiền đâu. Ông chủ ơi, có người tình ăn quỵt nè. Lại là ông nữa à? Không có tiền còn gọi đồ ăn cho sang. Giờ tính sao? Anh trai, cho tôi nợ đi, mai tôi trả. Mai trả. Không có ăn nợ ăn chịu gì hết ráo á. Trả tiền lẻ lên, còn không trả thì đi vô rửa chén trừ nợ. Hai người là hai cha con với nhau phải không? Dạ không, cháu đâu quen chú này đâu. Nãy giờ vô đây chú này chú ăn không à? Cháu ngồi cháu nhìn mỏ chú không à? Có gì bắt chú này lại trả tiền đi. Cháu đi về đây, cháu đâu biết gì đâu. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Ê tụi bay, tên. Cái vé xem SEA Games ở đâu mày có hay vậy? Cho tao một cái coi. Vậy không có gì là miễn phí cả, muốn có vé thì đem đồ ra đổi đi. Vậy lát nữa tao tặng mày skin Island Bạch Kiếm Sĩ ha. Ok, chốt đơn. Tao mua cho mày số sứ mệnh vượt cấp nha. Cũng được. Tôi cho bà nè, cho ông á, tại ông đẹp trai nên không cần cho gì đâu. Ê bà, cho tụi tôi với bà. Thì hiện tại á là tôi đang bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Bà cho tôi qua nhà bà ở ké đi rồi tôi cho bà vé. Ok. Chào cả lớp, hình như lớp mình sắp đi đâu à? Dạ đi xem SEA Games á cô. Vậy sao? Cô cũng vừa tham gia thử thách 6 ngày 6 đêm xếp hàng chờ nhận vé xem SEA Games. Dù chồng ở nhà không có ai nấu ăn cũng không về. Cuối cùng cô cũng nhận được vé. Dữ vậy sao? Đến hôm đó cô trò chúng ta đi cùng cho vui. Mà các em nhớ mang theo cờ rồi đồ đạc để ăn mừng chiến thắng nha. Trời ơi, cô tự tin thắng luôn hả? Việt Nam!